Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Rồi xong chưa? Xong hết rồi phải không? Mời quý vị chúng ta chấp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về nội dung 78 tâm pháp bất thiện, hôm nay mời các vị lắng nghe tâm pháp bất thiện thứ 53 thuộc loại tạp toái sự, đó là mong hội. Mong hội, tôn giả Mục Kiền Liên định nghĩa như thế nào? Đó là tính nặng của thân, tính nặng của tâm, tính không linh hoạt của thân, tính không linh hoạt của tâm, tánh mơ loạn của thân, tánh mơ loạn của tâm, tánh đã mê, sẽ mê, hiện mê loạn, gọi chung là mê loạn mong hội. Mong hội nghĩa là mê loạn. Như vậy thì cái trạng thái mê loạn của tâm là gì? Là một cái trạng thái nặng nề. Một trạng thái nặng nề, một trạng thái không linh hoạt, một trạng thái đặt đâu ngồi đó, ngồi như thổ địa. Có phải vậy không? Hay cứ ngồi luôn thôi. Chỗ này mách nhỏ cho các vị nghe một chút. Ở trong nhà có một số người sinh con và cháu nó cứ khóc mãi, không biết làm sao. Thầy nói đến trước chỗ bàn thờ thổ địa và báo ông thổ địa phải làm việc. Đó là ông ở trong nhà của tôi cúng dường cho ông đủ chuyện. Giờ đây ông nhìn xem có loại phi nhân nào ở trong đất này, nhờ ông nói cho một tiếng, mời họ đi ra, tôi không đồng ý cho họ ở đây nữa. Vậy mà nó có hiệu quả nghe. Nó có hiệu quả lạ kỳ á. Tâm của chúng ta nó chiêu cảm như thế nào trong thế giới phức tạp đó không hiểu. Nhưng mà thầy thường làm như vậy đó. Và có khi không biết nói, thầy lạ chỗ nhà đó, thầy nói thôi vậy. Hay còn không thì mình ngồi, mình nối như thế nào đó trên mặt đất. Tâm khởi như vậy đó, mà nó vẫn có cái sự chiêu cảm kỳ lạ. Chỗ này giải thích không khéo thành mơ tín. Nhưng mà cái hiệu quả là thiết thực. Rồi thầy cũng bày cho các thầy nối, nhưng mà các thầy nói không có hiệu quả. Các thầy nói dối. Những trường hôm nay mình không biết làm sao. Tâm của mình như thế nào, hay là nó nguyện tâm như thế nào đó, mà cái quả nó sinh thế này thế kia mình không biết rõ. Nói chung là tâm mê muội mơ loạn. Cái tâm này là một tâm mà chúng ta rất khó tu tập. Nó cứ ngồi y một chỗ, và khi cái phước báo nó suy kiệt dần dần xuống thì bắt đầu nó quên trước quên sau, bắt đầu nó mơ loạn ra. Nếu như ở trong trạng thái này mà chúng ta muốn đắc đạo Bồ Đề, chuyện này là hy hữu phải không? Khó khăn lắm, không bao giờ có được. Tiếp theo tâm thứ 54, đó là loại tâm bất mãn. Bất mãn là sao? Nói bất mãn nó hơi lớn, nó hơi nặng, nhưng mà nghĩa là không vui. Thể hiện ra mặt không vui, bất mãn. Chẳng hạn như có một người nào đó được giáo thọ giáo giới bởi thân giáo hay đồng thân giáo, quỷ phạm hay đồng quỷ phạm, hay bất kỳ bằng hữu giao tiếp đáng tôn kính, đáng tin nào khác, nhưng mà hệ niệm tư duy phòng xá
ngọa cú mà vị ấy không hoan hỷ, không yêu mến, không ưa thích, không hài lòng, buồn bã, gọi là không vui. Trong trường hợp này, ví dụ như một vị xuất gia ngày xưa, khi di chuyển đến một trú xứ nào đó, thì ở trong hàng tỳ kheo có một vị làm cái chức năng tức là phát thể. Phát thể là sao? Là vị này tâm rất là công bằng liêm chính. Tùy theo phẩm hạnh, tùy theo niên lạp, hạ lạp mà trao cho cái phòng tốt hơn hoặc là xấu hơn. Nhưng có một số vị họ ý lại, họ xuất thân từ hoàng thân quốc thích, họ làm tướng quân của triều đình, ai cũng nỡ trọng họ. Giờ đây họ mới có xuất gia chưa được hạ nào, thành ra họ ở cái phòng xấu nhất, cái phòng mà thiếu tiện nghi nhất, họ thể hiện trạng thái không vui. Phong vương vui đó là bất mãn đó. Bất mãn rồi bắt đầu á là họ làm cái chuyện khác nữa chứ không phải đơn giản. Có một ngày làm chuyện khác bằng cách nào, và nói với cô em là cô ni, và nói rằng á là em hãy nói như thế này, như thế này, như thế này. Như thế này là sao? Tức là hãy vu cáo cho vị kia rằng có những cái hành vi bất chính xàm sỡ em, cứ nói sơ sơ vậy được rồi. Thì lúc đó cô ni lại nói, tại sao anh lại nói như vậy? Vị kia đâu có làm như vậy mà nói như vậy. Người anh giãi nái lên và nói rằng anh em chỉ nhờ nói có mấy lời chút giải thôi mà cũng không chịu làm. Thì nửa tình anh em, bắt đầu cô kia cũng nói đại cho một vài cô, và nó biến thành thị phi ở trong chúng. Thế là Thế Tôn triệu tập đại chúng và hỏi, ông có làm như vậy không? Nói dạ không. Rồi Phật mới hỏi, tại sao là ông nói như vậy? Và ông cớ thật là bây giờ ông giận do chia ông cái phòng xấu. Thì lúc đó Phật nói, vị tỳ kheo phát thể kia là một vị A-la-hán, không còn dục ái, làm gì có chuyện là khởi tâm thiên lệch. Ta đã biết rõ từ lâu nhưng vẫn phải hỏi để cho pháp nó được minh định rõ ràng. Thành ra những trường hợp này là bất mãn, hoặc là gì, hoặc là đến chùa mà mình nói cái gì đó mà thầy không để ý, thì lúc đó giờ mình không vui, bất mãn. Còn cái bà kia tới, sao tự nhiên thầy trọng vọng, có vẻ thầy nói chuyện có vẻ cung kính, còn mình á sao vậy? Bà nói mới tới chùa thôi mà tại sao bây giờ mình đi chùa lâu hơn mà mình không được trọng? Tâm bất mãn nó hiện ra, nó là một cái dạng của hờn lấy, có một cái dạng nào đó mà nó sẽ chiêu cảm rất nhiều những cái ác niệm ở trong đó. Như vừa rồi các vị học trong chương trình cao đẳng, các vị thấy thầy đã mô tả rất rõ tâm của chúng ta. Khi tâm chưa chứng đắc được thì nó luôn có những cái sóng tâm mà nó vận khởi. Sóng tâm vận khởi nó là cái động lực kích hoạt tất cả mọi hành vi. Nó là một loại vọng thức. Mà vọng thức này á, nó vừa kích hoạt lên thì lúc bây giờ cái lực tùy chuyển nó tiếp cận. Mà lực tùy chuyển là cái gì? Là tâm và tứ, là suy nghĩ. Chưa nói rằng suy nghĩ thiện hay ác, thiện hay ác là tính chất của tâm và tứ. Nhưng mà tâm và tứ đơn giản là suy nghĩ. Cái suy nghĩ nó có mặt, nó phải dựa trên vọng tâm này tác động. Vọng tâm này là một loại vọng thức, nó tác động và gì? Lực tùy chuyển đẩy ra, còn nó thì ngừng lại. Nó tiếp tục nó bám vào a la da để sáng sinh ra những cái vọng tâm khác nữa. Như vậy thì bắt đầu lực tùy chuyển là nó tác động ra, nó làm sao? Nó được sự chỉ đạo của ý thức chỉ đạo nó, ra lệnh cho nó, để nó truyền cái mệnh lệnh nó xuống tận đâu? Tận thân của chúng ta. Thân của chúng ta có năm biểu hiện. Nếu như ý thức muốn tìm kiếm bằng màu sắc thì nhãn thức đi tìm bằng đôi mắt. Muốn tìm kiếm âm thanh thì nương vào tai, hình thành nhĩ thức để phân biệt âm thanh.
năm giác quan trở thành năm cái công cụ mà mệnh lệnh bên trong phát khởi ý thức dẫn đường ra. Nhưng ý thức nó có khả năng tu sở đoạn, tức là ở trong nó vọng ra thầm và tướng như vậy, nhưng mà do mình phát nguyện giữ giới cho nên tu sở đoạn, mình không làm theo cái mệnh lệnh của nó, hiểu không ạ? Chẳng hạn như là có mấy lần tôi cười, có mấy người cha mẹ giận con mà nói không nghe lời á là ba đánh còn chết, thì thầy nói đánh quỳ rồi được rồi không còn chết. Thì lúc đó ông cha ông tự nhiên ông chân hứng, ông nói thầy nói sao cười quá thầy. Thầy nói muốn chị chết chịu vậy, muốn quỳ rồi được rồi hả, mà quỳ rồi chú cũng khổ với sung sướng gì đâu. Thì con mình để ra tại sao mà quýnh tới quề dò vậy. Tự nhiên ông mới thấy ông vô duyên, tức là cái tâm của ông nó vọng ra một cái, thì bắt đầu á là tâm và tứ nó nghĩ ra cái thói quen, bắt đầu là ý thức nó dẫn ra ông không có tu, cho nên á cái miệng ông tạo thành ác khẩu. Còn nếu như mình tu là mình ngừng chỗ đó, mình nó quýnh quề dò thôi không còn chết. Chúng ta hiểu không này, cái cấu trúc của tâm mình nó tạo nghiệp theo cái hướng như vậy đó. Thì ở đây khi mà tiếp cận với một cái gì mà mình không thích, không ưa, thì bắt đầu á là nó tạo ra một trạng thái bất mãn. Mà trạng thái bất mãn này á, rõ ràng nó đang nhận cái sự giáo giới một cách đúng nghĩa. Chẳng hạn như thầy, chẳng hạn như là bạn đồng tu mà nói lời xác đáng, hoặc là gì, hoặc là bất kỳ bằng hữu nào mà góp ý một cách là đúng nghĩa, nhưng mà nó bất mãn, mà bất mãn nó không nghe đâu, nó thể hiện cái trạng thái không hoan hỷ, không yêu mến, không ưa thích, không hài lòng, buồn bã. Tại sao tôi cứ bị nói hoài, nó không cần nhận định chuyện gì xảy ra hết. Còn ví dụ như một Bồ Tát thì họ nghĩ như sao, có ai nói Bồ Tát lỗi, Bồ Tát thấy họ đang chỉ mình được bạc được vàng, cho nên là Bồ Tát trở thành người là tu tập mà làm cho cái tâm mình nó nhanh sáng. Còn chúng ta thì có lỗi ráng mà chế lại, ai mà chỉ mình giận. Như vậy thì trạng thái này là do tự mình làm hại mình phải không? Đó là bất mãn. Các vị có thường dùng cái này không? Có không? Đừng nói không có đi nghe. Nhất là các vị làm ăn cái chỗ mà ông Siếp nói á. Ông Siếp nói cái gì là mình bất mãn, thường bất mãn ra mặt đó nghe. Chứ mà chẳng qua là do đồng lương làm ăn thôi, chứ không có sự ràng buộc đó, là thôi không biết bao nhiêu chuyện xảy ra đó nghe. Mà khi nào mà mình cái bất mãn nó dâng cao không có kiềm chế được rồi á, mà quyết định đi kiếm một chỗ khác rồi á, là bây giờ nó hiện rõ nhất. Rồi bây giờ lên trên hãng là tự nhiên mình đi ra đi vô là giống như là đi vô nhà trống vậy đó. Còn trước đó một ngày là mình vẫn còn khép nép. cái biểu hiện đó ta dễ thương mà. Nó tội thật đó chứ. Tại sao mình phải làm như vậy? Sống bằng lý trí, lao động cùng nhau, mỗi người một vị trí, người chủ, người làm phụ việc, tất cả đều chia sẻ cái lợi nhuận để tồn tại. Ai cũng có cái trách nhiệm riêng, ai cũng có cái mệt mỏi riêng, và tìm một cái nhìn chấp nhận được với nhau, thì như vậy cố gắng làm. Ở đây thầy thưa với đại chúng cũng vậy, các vị đến chùa có những sinh hoạt không có lợi, không có xấu, nhưng mà thầy không đồng tình. Bởi vì thứ nhất nó làm phân tán nội dung chính của mình, thứ hai nó làm sao, nó có thể gây ra một số cái hệ lụy khác mà không đúng với cái quỹ đạo của mình. Bởi vậy cho nên mình mới ngăn lại. Nhưng người ta vinh vào một cái lý lẽ nào đó, người ta bất mãn thế hạn như vậy. Hồi trước đây có mấy vị tới xin thầy là làm cái việc là bấm huyệt chữa bệnh cho Phật tử. Thì lúc đó ban đầu á thầy thấy cũng được, và thầy chỉ nói rằng chú đi sinh hoạt nhân tiện, nếu như có Phật tử nào cần chú giúp giùm thì thầy rất là hoan hỷ. Nhưng ông không phải làm như vậy, ông dùng một cái phòng ở trong chùa, và cái phòng đó biến thành một cái phòng mạch. Và ai đó đến để chữa, thậm chí có khi là người ta gõ cửa ra, gõ cửa thầy để người ta hỏi rằng có ông đó ở đây hay không. Và không có, người ta đi, người ta giận người ta đi. Tức là thầy phải trả lời nhiều trường hợp như vậy.
Thầy nói, ủa sao vô duyên quá, tự nhiên mình đang lo việc chùa, bây giờ phải ra trả lời một cái người mà người đó đến để chi mục đích là chữa bệnh thôi. Như vậy là sai rồi, cái môi trường lại sai rồi. Cho nên thầy mới thưa với vị Phật tử này, thầy nói, thưa chú, nó có những chuyện như vậy đã xảy ra. Và không khéo, ý nghĩa chỗ này biến thành là một cái phòng mạch chữa bệnh. Ít nhất là ở trong giây phút đó, ý nghĩa của nó như vậy đó. Cho nên là thưa chú, có lẽ mình phải ngừng cái này lại. Thì chú nói dạ, bất mãn vô cùng. Đúng rồi, đó, như trạng thái bất mãn như vậy đó. Là bất mãn này nó kết hợp với những cái buồn, cái phiền ở trong đó. Và quá nhiên là thời gian là không thấy đi chùa nữa. Đấy. Thành ra những trường hợp như vậy á, chúng ta phải cẩn thận tâm của mình, đừng có thể hiện ở trạng thái bất mãn. Bất mãn nó khiến cho chúng ta hành động tiêu cực. Có khi vì cái bất mãn đó mà chúng ta hành động những cái điều mà mình không muốn làm. Không phải ý thật của mình như vậy, nhưng mà vì bất mãn cho nên mình làm trở thành người phá hoại. Có một số trường hợp như vậy đó. Cái bất mãn này nó dẫn tới cái trạng thái là tự ái đó. Tự ái đó. Và khi người ta tự ái rồi á, là người ta cứ tồn tại trong chúng đó, người ta làm hại chúng đó. Nguy hiểm hay không? Và ở trong đầu suy nghĩ thì làm ô uế cho tâm, nhưng nói ra là ngữ ô uế, và hành động là gì? Là nghiệp ô uế. Nuôi dưỡng thân mạng cũng là bất tịnh. Bởi vậy cho nên tà kiến là tà ngữ, là tà nghiệp, là tà mạng. Nó đi liền với nhau. Bỏ đi ngang, ngồi tu tập quán chiếu xem khi nào mình có cái này, mình ráng bỏ đi. Bỏ đi là mình thành công. Bỏ đi một phần là mình thành công một phần. Bỏ đi một phần nhược điểm là mình thành công. Mình tiếp cận với thành công càng cao. Nhược điểm mình thấy rõ nhất là khi nào? Đó là khi gặp nghịch cảnh, hoặc là khi chúng ta phạm sai lầm. Khi phạm sai lầm, lúc đó nhược điểm của chúng ta bộc lộ ra rõ nhất. Và nếu như đã nhận diện được nhược điểm của mình rồi thì mình phải cẩn thận canh chừng nó, coi chừng những trường hợp tương tự nó sẽ diễn ra, nó sẽ trở lại và nó tiếp tục chi phối của mình. Tất cả những ai thành công, họ đều từ bỏ rất nhiều những cái thói quen xấu của họ. Người tu chúng ta cũng vậy, không có ai tài dối gì, chỉ có khả năng là từ bỏ đi những phần xấu của mình, những tâm niệm xấu của mình bỏ đi. Mình bỏ càng nhanh chừng nào thì mình tu tập càng nhanh chừng đó. Tiếp tục, vương ngáp là một loại gì? Tâm bất thiện thứ 55. Thế nào là vương ngáp hả? Vương ngáp này á, nó có hai loại, một loại là vương và một loại là ngáp. Chữ vương là không có rơ nghe. À, chứ không phải là vương là vua đâu nghe, chứ không phải là vương có rơ là người ta gọi là vua ngáp á. Hiểu không? Thế là gì? Là chữ này á, nghĩa là tăng thân và khiếm khư. Chữ Hán dùng chữ là tăng thân và khiếm khư. Cái chữ vương này là gì? Tức là thân nó ngước lên, nó cúi xuống, rồi nó không có yên, rồi nó duỗi tay, nó duỗi chân, rồi nó lắc lư này nọ, nó thể hiện cái trạng thái là gì? Là động đậy, nó không có an trú được. Trạng thái này gọi là gì? Là tăng thân. À, nói chung đây là một trạng thái mệt mỏi trong tâm đó. Mệt mỏi. Hoặc là muốn thể hiện cái gì đó mà không có muốn là đón nhận. Muốn cho cái việc này cho nó xong cho rồi. À, giờ này gần tối rồi mà thầy cứ nói hoài, không cho về. Thôi mình ngồi mình uống tay uống chân, trời hết giờ. Giờ đi ra mất lịch sự quá, ráng có lịch sự ngồi lại. À, nhưng mà trạng thái này vô tình rơi vào tầng thân. Tầng thân nó không muốn nghe, nó không muốn đón nhận. Rồi nữa, cái tầng thân này mà nó kéo dài một lát sau thì cái mặt, cái mũi mình nó giãn, cái miệng mình nó há hốc. Là gì? Rồi cái hơi nó thở ra nữa là gì? Là ngáp chứ gì đâu. Mà ngáp này là nó hai loại, một loại ngáp ngắn, một loại ngáp dài. Ngáp nó còn nhiều loại nha. Đúng rồi. À, cho nên từ trạng thái mệt mỏi của thân, những trạng thái này hoàn toàn là nó không có đón nhận chân lý. Nó không có tiếp cận được trí tuệ. Và nó biểu hiện cái sắc thái là phi phạm hạnh. Chúng ta cứ nghĩ xem, ví dụ như có một vị tố sư nào đó được gọi là tố sư đắc đạo. Mình tới mình hỏi bạch tố sư chỉ cho con đường giải thoát.
Thôi sư giải thoát hả? Chúng ta nghĩ sao rồi? Phải không ạ? Tức là chúng ta thấy như vậy là không ổn rồi, phải không? Nó gặp cái ông tối sư như thế này thôi khối cần hối. Tại sao? Bây giờ cái ông này á, là có vương ngáp. Có cái vương ngáp. Cái vương ngáp do một cái trạng thái mệt mỏi của thân nó khác. Còn chữ vương ngáp là chỉ cho trạng thái là mệt mỏi suy kiệt của tâm. Ở trong đó nó chứa cái gì? À, nó chứa ác bất thiện pháp. Thì tất nhiên không phải là tổ sư. Tổ sư họ thuyết pháp càng ngày họ càng hân hoan, càng ngày họ càng có lạc pháp, họ càng thích thú, họ càng có sự dũng tiến ở trong pháp. Cho nên Thế Tôn thuyết cái pháp thiện càng ngày càng thiện và càng ngày càng phấn khởi. Hồi sớm chúng ta có học đó là tâm của Phật phát khởi là thiện và nó là thiện. Không có chuyện rằng Phật phát khởi là thiện mà ra ngoài nó vô ký. Tất nhiên không có ác rồi, nhưng mà không bao giờ có vô ký. Tại vô ký là một cái trạng thái là chìm xuống, là mờ đi, là không có rõ nét. Còn khi mà thiện hay ác nó rõ ràng. Hiểu không? À, cho nên ở đây chữ vương ngáp này á, cẩn thận, chúng ta thường hay mắc phải trường hợp này. Nhất là những người mà làm biếng á, thì trạng thái này là nhiều lắm. Sáng ngủ dậy á mà còn đo cái giường. Đo cái giường. Đo cái giường, duỗi tay ra đo, duỗi chân ra đo thôi. Cái giường nó bao nhiêu? Thấy cái giường chật nhớ sợ luôn. Nó nằm biếng nó vậy đó. Rồi cái nó ngáp. Nó ngáp rồi cái nó nằm mà đắp mình nó run run một chút nữa. Đấy, rồi nó lên qua lên lại. Nó thấy người nó còn dẹp dẹp chưa tròn như trụ điện. Thành ra là trạng thái này đó là bây giờ nó vương ngáp. Và nó kéo dài thời gian lắm ngàn. Nó kéo dài thời gian 1 giờ 2 giờ hồi là bình thường đó. Cho nên hồi xưa mà thầy có nghe một vị tổ như là tổ Hám Sơn, ngài trả lời câu hỏi người ta rằng bí quyết nào mà ngài tu tập nhanh chóng và thành tựu, thì ngài nói rằng là khi ngủ là tôi ngủ và khi thức là tôi thức dậy liền. Ngài nói như vậy thôi. Tức là khi ngủ là ngài không nghĩ gì nữa hết, ngài ngủ. Còn khi đã thức thì là ngài dậy liền, chứ ngài không có nằm nướng, không có ráng. Như vậy thì đây là gì? Là vương ngáp đó. Cái thời gian của ngài sử dụng rạch ròi như vậy, cho nên tâm á nó cũng đoạn trừ một số cái ác nghiệp nhanh chóng. Hình dung được không? Rồi, đó là trạng thái vương ngáp. Cô thử mình có không nghe? Mình có cái anh này á là tu cùng lâu lắm mới chứng quả được. Ha, mới chứng quả được. Tại vì sao như vậy? Tuy nó đơn giản nhưng mà Thế Tôn nói như thế này: 78 tâm bất thiện pháp này còn có một tâm thì không bao giờ luân hồi, không bao giờ giải thoát luân hồi. Và Thế Tôn nói cũng ngược lại, chỉ cần tu một cái tâm này mà nó mất hẳn, đoạn trừ nó mất hẳn một cái thôi, không cần đoạn trừ tham sân si mà đoạn trừ cái trạng thái mà vương ngáp này vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện, thì lúc đó người đó cũng đạt được quả vị giải thoát. 78 anh dòng họ, nó là cả một dòng họ, còn một anh tự động bên kia có đủ. Ở trong một anh nó biểu hiện đầy đủ những cái yếu tố của 77 anh còn lại. Hình dung được không? À, chẳng hạn như là vương ngáp nó có tham không? Có. Ai đụng tới nó dựng động nó dậy thứ này nó có sân không? Sân. Ngày xưa mà thầy có một cái vị thầy lớn hồi nhỏ nghe, là sáng sớm dậy 3 giờ rưỡi thức dậy, mà trời miền Trung nó lạnh lắm, mùa đông lạnh lắm, mà thầy nghe mà ngài á mà đèn hén tiếng là tự nhiên là mình thấy cuộc đời mình đã chán rồi. Tức là mình biết là mình phải dậy rồi, mình muốn ngủ mà phải dậy thôi, chứ mình biết cũng có ngủ không yên nữa, tức là chán rồi hả. À, và thôi ớ oái dậy làm gì có nước nóng để rửa. À, ra rồi nước rửa đại rồi đi thôi. Và sau này á, tới khi mình lớn rồi thì ngài cũng thành hòa thượng. Hôm đấy ngài có gọi một chú tiểu. Chú tiểu tối cồi đã banh tới 2 giờ sáng. Và sáng thức dậy á, không có nổi tới gần 8 giờ mà chưa quét chùa.
Ngài đến Ngài gọi, Ngài nói sao bây giờ này ông không dạy quét chùa, không quét xong chùa, trách nhiệm của ông trong cái vùng đó. Thì đánh, đánh thức cái chú này dạy, chú này dạy, cái mặt chú nó chầm dòm ra, mắt cả nhắm chầm dòm ra. Cái lúc đó Ngài, Ngài Hòa Thượng ấy, Ngài đi 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 vậy. Cái thầy nói ủa, thầy nghĩ lạ, thầy được theo thầy hỏi, thầy nói thưa Hòa Thượng á, nếu như ngày xưa mà con như vậy á, chắc lẽ chết rồi, chết chết rồi. Mà tại sao bây giờ, Hòa Thượng không nói gì, Hòa Thượng đi. Ngài mới nói á, cho ông thấy nè, nó chuẩn bị nó chửi tôi nè. Ngài nói tôi lớn vậy mà tôi đứng cho nó chửi kỳ quá không, tôi nhắm nó chửi tôi đi trước rồi chứ. Cho nên là chúng ta thấy tội những cái vị tu hành. Tức là Ngài, Ngài dạy cho mình, Ngài sách tấn mình, nhưng mà khi mình nó, cái nghiệp của nó lì một đống như vậy á, mà tôi len nữa là nó len lung tung, nó đổ tháo lung tung hết. Cho nên người tỉnh giác mình thấy á, là mình không ổn là mình đi. À, cho nên không, đừng nói rằng là các Ngài sợ mình hay là sao đâu, Ngài biết hết. Chứ Ngài biết rằng á, nó tới đó rồi giờ làm sao. Còn Ngài nói rằng hồi xưa mấy ông canh tánh á, nó nhanh nhạy, nó thiện lành, thành ra tu sách tấn chút là mấy ông đứng dậy rồi. Còn bây giờ mấy ông nó khác, nó khác, thành ra tùy cái thời thì cái lúc. À, chúng ta thấy không ạ? Cho nên các vị sống nó tự tại ở cái điểm đó. Mà thầy biết cười, thầy thấy tự nhiên lại đi á. Là thầy hỏi là ông nói thật luôn mà. Ông nói đó, cái mặt nó chầm chầm á, mà tôi đứng cái nữa để nó chửi tôi. Cho nên tôi lớn nghe, đỡ nó chửi kỳ quá cho nên tôi đi trước. Thấy không ạ? Thầy nói có những lúc nghe không? Có những lúc thưa vị á, là ai nó cũng có sân, con vật nó cũng có sân. À, con vật nó cũng có sân. Ở chùa mình có mấy con chó. Không phải khi thầy nó nói gì đó, cái nó đứng nhìn, cái thầy đi. Thầy ta đứng nữa nó chúa sao? Lúc ấy thầy nghĩ bộ mình nói mình dạy mà đạo sư dạy mà đỡ chó chửi kỳ quá. Cho nên mình đi trước rồi. Thành ra nó không hiểu đâu, tại mình biết nó chuẩn bị nó chửi rồi. Tại vì á là mình biểu nó làm cái này nó không thích. Nó không thích là mình biết nó không thích rồi. Cái tâm nó hữu tình mà. Nó thô, nó biểu hiện sao mình biết hết á. Cái lý lẽ của nó tất nhiên không giống con người, nhưng mà mình hiểu. Thành ra cái nghiệp tâm mà nó còn tồn những cái ác pháp bên trong thì không bao giờ chứng đắc được. Có một anh này là những anh khác có mặt, chẳng hạn như là vương áp là trạng thái tham đắm ngủ nghỉ, và tâm ở trong đó nó thích hưởng thụ, và ngược lại với nó sẽ nổi sân đều có mặt hết. Nó hiện ra hay là ẩn tàng, hay nói cách khác, nó chỉ là một loại vọng tâm điên đảo mà nó mang nhiều cái màu sắc, nó mặc nhiều cái quần áo, nó vẽ lên cái mặt khác thôi. Thấy không ạ? Nó vẽ khác thôi. Cái gốc của nó là một á. Cho nên đoạn một anh, tức là đoạn được tất cả là vậy đó. Hiểu như vậy mới thấy được cái điểm này. Rồi tiếp theo nữa, thực bất điều là trạng thái gì? Là trạng thái mà vì không ăn, hoặc là ăn quá lượng, hoặc là ăn không thích hợp nên sanh khổ thọ. Đây gọi là ăn không điều độ. Chúng ta gọi là gì? Là thực bất điều. Các vị coi phim Ta Du Ký, các vị thấy anh chàng Satan, anh ăn cái quả nhân sâm mà anh ăn chậm, anh nhìn tới anh nhìn lui phải không? Anh kén từ 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 anh nhai. Anh này là anh biểu hiện của si, cho nên anh làm cái gì cũng chậm. Người ta gọi là thân lừa ưa nặng á, nó nặng nó mới thích, còn đi nhẹ nhẹ nó không thích, kỳ lạ vậy đó. Nó là một loại nghiệp chứ không có lý do gì hết á, là loại nghiệp. Rồi anh tờ thiên, anh là biểu hiện của trí tuệ, cho nên là anh kén miếng kén miếng kén miếng kén miếng, anh nhìn đông nhìn tây nó lao sao như vậy đó. Còn anh chưa bao giới tại sao? Anh là thực bất tri kỳ dị. Tức là anh há miệng ra, anh bỏ vô cái đầu mắt hết trơn, nó sợ xuống vô bụng cái là xong. Lúc đó anh nên lại sư huynh cho không biết ăn cái gì. Nó có những cái trạng thái mà thực bất tri kỳ dị. Nó kỳ vị chứ không phải kỳ dị. Kỳ vị mình cũng vậy nghe, tham ăn quá, ăn mà không biết ăn cái gì. Có những trường hợp như vậy đó. Ngày xưa nhớ ở tu viện Ngân Thiều, anh em có những kỷ niệm
nấu một cái xoong nước độ chừng khoảng 120 mấy người ăn. Cái xoong nước to hơn cái xoong curry bự vậy nha. À, và bỏ vào đó có một, có được một lon đậu à. Có một lon đậu, thực ra nếu như chia ra thì người cũng dài trái, dài hạt chứ không có nhiều. Có một lon đậu nấu một nồi chè. Mà nấu nước không có gì đâu. Tại vì hồi đó đường không có, đồ ăn thiếu mà. À, đun lên như vậy á. Thì lúc đó thầy nấu tới gần chín mà thấy nó thơm thơm cái mùi đường rồi. Thì lúc đó thầy mới múc cái chén, đổ trong chén để mình nếm cho nó vệ sinh. Lúc đó các thầy nghĩ rằng ngay là thầy được ăn trước. Cái mới thầy ở xa ấy, nhìn các phòng nhìn lên thấy ngon quá. Và cái người cầm chén lên. Chén lên cái múc cứ đỡ đó là cái người múc chén mà nó nóng quá mà cứ thôi húp. Dạ anh nào húp. Húp một lát sau rồi thầy hỏi mấy ông ăn cái gì vậy? Nó không biết nữa. Tại nó nóng quá không có phong gì được cái vị nữa. Nó nóng quá cứ thôi húp. Nhưng mà đông quá coi như nhìn đi lại sạch trơn cái nồi nước. Đấy, xong rồi là giống nhau mà cười một trận đau bụng. Ở tu viện nó có những cái trò cái vui vậy quý vị. Cái tinh thần nó vui vậy đó. Và đại thầy nói đây chính là thực bất tri kỳ vị. Tức là mình ăn mà không kịp thương thức là cái gì hết trọi á. Thành ra cái trạng thái nhưng mà mình ăn ở đói quá nó cũng bệnh. Hoặc là ăn no quá nó cũng bệnh. Hoặc là gì? Hoặc là ăn cái thức ăn không có đúng với cơ thể của mình, nó hại cho cơ thể mình, có một số dưỡng chất không phù hợp mà mình cứ ăn. Hoặc là nói chung là do cái ăn uống không điều độ, không thích hợp mà nó sinh ra thọ khổ. Đây gọi là gì? Là thực bất điều. Tại sao gọi nó là một ác pháp? Tại vì nó làm hại mình, làm hại tâm bình an của mình, làm hại sức khỏe của mình. Và tất nhiên nó làm hại đạo giác ngộ. Và tại sao làm hại? Vì cái tâm người này là bị phóng túng theo cái ăn. Họ không có tự chế được cái miệng của họ. Cứ thuận là họ ăn, thuận họ ăn. Ví dụ như thầy thưa các vị á, ai mà hỏi các vị ăn no chưa? Các vị nói là vừa. Đừng bao giờ nói no. Tại vì sao? Đi lát các người ăn mời nữa mình được ăn tiếp. Còn nếu như mà mình nói no rồi mà mình ăn nữa người ta nói mình tham. Hiểu không ạ? Cho nên mình đừng bao giờ nói no. À, ăn xong rồi, ăn no chưa? Nó chưa. À, ăn tiếp là không, vừa. Đôi lát nữa có món ngon mình ăn tiếp người ta không nói mình nên là tham ăn nha. Cái thầy bày vậy nghe, bày vậy nó kinh nghiệm á. Kinh nghiệm hết. Mà nhớ là ăn cái bữa nào á trong chúng á mà ăn cái món nào á mà nó ngon á là mình đừng có nói. Im ru á, mình ăn chăm chỉ. Mình cứ chăm chỉ mình nhất tâm mình ăn. À, mình ăn xong rồi mình được công nhận ngon dữ sợ luôn. Chứ mà mình nói trước là thất bại. Hiểu chưa? Cho nên ở trong tập thở nó khôn vậy đó. không phải đơn giản đâu. Tại vì các vị chưa ở trong hoàn cảnh này á. Có những lúc đi ăn dỗ nghe. Ăn dỗ đi một xe đến một tu viện. Và lúc đó là anh em ở Bình Định đi mấy chiếc xe vô Bà Rịa Vũng Tàu. Có một cái kỳ tổ rất là lớn, có một sự giao lưu giữa hai cái ngôi trường. Và đến đó quý vị biết là khi ngồi ăn á, vô là mấy anh em là anh khách sáo mà. Anh chờ ngồi uống nước, chờ người này ăn, chờ người ta làm lên dọn ăn. Thầy á, đi thẳng cho bếp thầy làm tổ. Dọn cho ra cái mình gãi mình uống nước mình đi vậy. Nó hỏi cho ông ăn nào hay vậy? Nói trong bếp kia. À. Và đúng thật quý vị là lúc đó là gần 1 giờ rồi mà tới 3 giờ mới thầy mới được ăn á. Tại sao bây giờ họ không có người phục vụ, không kịp, lo không kịp. Phải không ạ? Cho nên mình tới cái chỗ nào còn ăn là mình không biết cách chứ, mình lơ lơ là đối đáng chịu. ăn xong lại vậy á, lang thang vô chánh điện lại xá xá ăn phận cái xin trái cây xuống. Đó là mình tự tại thôi. Mình tự tại thôi. Tại vì mình là cúng Phật cập tăng mà mình thầy chùa làm được trái cây. Ai làm gì làm, mình cứ tự tại thôi. À, phui phui là mình nhai. Cho nên trong cuộc sống nó vậy đó. Làm sao mà mình giải thoát? Chứ mình câu chấp cho trong cái nghi thức quá không được. Hoặc là nếu như có thể là mình đi xuống mình phụ người ta. Đừng làm khách. Mình đi thẳng tới mình phụ. Mình xin rằng là cho tôi bữa ăn đây. Và tới giờ trưa mọi người chỉ cho tôi cách dọn.
Rồi mình dọn lên mình ăn, đừng ngồi làm khách. Trời ơi, trạng thái làm khách mấy giờ ngồi đối rã ruột, mệt mày nhăn nhó, tu không nổi đâu. Còn thầy là gái được đi, giải thoát. Chúng ta thấy không ạ? Thành ra là trong cái xử sự nó như vậy đó vậy. Tại cái tu tập mình nhẹ nhàng. Nhưng có những lúc là mình phải chờ người ta mời nghe không? Mời mà cho chắc thì mình đi á. Mà thậm chí là người ta phải đưa là chuông mỏ lên đánh một chiêng, 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 chiêng. Mà đi từ từ, từ từ, từ từ. Có những lúc phải như vậy. Tại vì lúc đó bụng nó đang no, không ngán. Thấy chưa? Cho nên mình phải hiểu là tu tập mình đối phó ở trong một cái môi trường rộng rãi. Rồi, ăn uống là đúng thời. Nói chung là đừng đỡ cho cái bữa ăn, đừng đỡ cho cái việc ăn mà nó làm mình khổ. Không có bận tâm cái gì hết. Chủ yếu là coi sức khỏe, giữ gìn được điều hòa, đỡ cho số căn của mình đã điều hòa. Trong lúc đó mình có thể làm ra được một số thiện pháp, hoặc là ít nhất mình giữ được tâm mình quân bình, không đỡ cho nó thiên lệch quá mức và nó làm cho trạng thái kêu ghét xảy ra. Rồi tiếp theo, tâm thứ 57 là tâm mũi liệt. Thế nào là trạng thái mũi liệt của tâm? Đó là cái trạng thái mờ tối, yếu kém, co rút, gọi chung là tánh mũi liệt của tâm. Mờ tối, yếu kém, co rút. Tâm nó không muốn nghĩ gì khác, nghĩ cái gì cũng không nổi. Rồi á, nó yếu kém, nó co rút lại. Cứ từ từ, nó thu hẹp cái trạng thái mà muốn chi phối, muốn là hành động. Cứ thu thúc dần. Có người trạng thái này á, là khi gặp một cái nghịch cảnh nào đó, một cái tổn thương nào đó, hoặc là một sự nản chí, thất vọng nào đó, nhất là những cuộc tình tan vỡ, bắt đầu chàng hay nàng giờ ngồi im ở trong phòng, đóng cửa lại, thiền định, là nhập thất. Nhưng mà nhập thất không thấy chứng chút nào hết. Nhập thiệt lâu mà không chứng, u sầu cứ phát triển lên. Cái trạng thái này là cái tâm thực ra không phải là tâm, nó co rút mà nó mũi lược mà nó vô một cái chỗ nó ngồi im, nó không muốn gặp ai. Cha mẹ nói nó cũng không muốn nghe, bạn bè khuyên nó cũng không muốn nghe, và thế gian này là vô vị, tất cả đều là xấu xa. Nó thu lại đó, ở lại một chỗ, rồi nó thậm chí là nó yếu dần xuống nha. Nó yếu tới mức mà đi tắm nó cũng không muốn luôn á, cắt tóc nó cũng không muốn luôn á. Giới sợ như vậy đó. Có một số trường hợp khi gặp cái bệnh đó là mình bắt được cái mạch. Bắt cái mạch này á, đem họ ra. Đem họ ra như thế nào? Tìm cách đưa họ ra và cho họ làm một số việc. Rồi từ từ nó tiếp cận dần, nó đi ra khỏi cái tâm mũi lược này. Đây là một trạng thái bình đó nghe. Có nhiều trường hợp như vậy đó, và làm lãng phí cuộc đời của mình. Hy vọng á, là mình chưa đi vào trạng thái này thì mình đừng có vô. Nghe, chứ đừng mày vô đó nhập thất đi. Rồi, tiếp theo nữa là tâm thứ 58 là cái tâm mà tướng linh tinh. Cái tâm này á, là những người có triền cái. Triền cái là gì? Là những loại tối tâm chi lấp trí tuệ. Nó có tính chất nghiêng chi ánh sáng giác ngộ. Do vậy cho nên chúng ta gọi là triền cái. Là những loại gì? Là tham dục, sân nhuế, hôn trầm thủy miên, trạo cứ, ác tác và nghi. Năm cái trạng thái này gọi là triền cái, năm triền cái. Và ở trong cái trạng thái năm triền cái đó, tâm của chúng ta lúc bây giờ nó nhiễm ô bởi sắc, thinh, hương, vị, xúc. Nó tưởng tới những trạng thái bất thiện, tưởng tới, nó dẫn tới những cái loại là phi lý, nó tưởng trước ngại định. Cho nên đây gọi là chủng tướng, mà gọi là tướng linh tinh. Có khi chúng ta ngồi thiền xuống, chúng ta thấy trạng thái này rõ lắm. Chúng ta nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ chuyện tương lai, nghĩ chuyện hiện tại, nghĩ việc này, việc nọ, nghĩ không ngừng. Đây là trạng thái tướng linh tinh. Và có khi là nó điên đảo. Nếu như trạng thái đó các vị ngưng lại và các vị ghi xuống, viết xuống những cái tướng này xem. Nó hiện ra cái tướng nào các vị viết xuống. Thì chúng ta viết xuống một trang giấy thôi. Bắt đầu mình đọc lại câu chuyện trong tâm của mình, một đoạn tư duy ấy. Chúng ta thấy mình giống như người điên vậy đó. Điều này ngày xưa thầy có làm như vậy, bắt đầu mình thấy, ủa,
Tại sao mình suy nghĩ không đầu không đuôi, không cần thiết? Tại sao lạ kỳ? Tại sao mình phải tồn tại trong một cái thời gian cho dòng ngắn nhất đi nữa, nó cũng là phi nghĩa phi lý? Tại sao mình không dùng nó tích cực hơn? Phải vậy không? Cho nên trạng thái này gọi là tướng linh tinh. Ví dụ như thế này, ngay cả thiền mà nó cũng rơi vào trạng thái tướng linh tinh nghe. Chẳng hạn thế này, mình ngồi xuống, cái mình nghĩ, ước gì mình trễ lại khoảng 50 năm về trước. Nếu như là nam thì mình là ai? Là một dũng tướng xa trường. Hoặc nếu như là nữ, mình là một hoa hậu kiêu sa. Mình mang cái đôi giày cao gót, nó cao một feet, đi tới đi lui trên sân khấu, rồi mình kiếm cái tiền, rồi mình cho trẻ mồ côi, rồi á mình giúp cái này cái kia đó. Hay là mình phát minh ra mấy con chip, mình làm bán, mình kiếm tiền xây chùa chiền cho người này ăn, người kia tu. Cái đó là thiện hay ác? Đó là tướng linh tinh. Mặc dù là nó tính chất của nó từng loại là không phải là ác, không có gì hết, mà là tướng, hoang tướng. Nó linh tinh như vậy đó, nó hoàn toàn không bao giờ soi sáng được tâm trí. Nhưng mà chúng ta nhầm, có một số người nhầm, nói rằng khi con ngồi thiền, con nghĩ tới đó là cái điều thiện, thì con được nghĩ hay không? Mình trả lời như thế nào? Hả? Thiền tức là định, mà ngồi nghĩ linh tinh như vậy đâu có định nữa. Cho nên mình ngồi nghĩ linh tinh thì ai ngồi thiền cho mình? Cho nên mình xác định sai với cái hướng mình đang làm. Tha rằng mình quán pháp, dùng trí mà soi chiếu bản thể của các pháp, nó sinh diệt trụ như thế nào. Như vậy thì quán nó cũng phải có công thức. Nhưng mà đã xác định ở trong thời gian thiền là thời gian làm việc đó, là làm việc đó, không làm việc khác. Như vậy là chúng ta đã định được ở trong việc đó. Còn chúng ta xác định ngồi thiền xuống, ngồi xuống mà chúng ta lại đi làm việc khác. Chỉ có mới trước đó một phút thôi là mình xác định làm như vậy, bây giờ mình không làm như vậy là mình thấy mình sai rồi. Phải không hả? Thành ra hay là mình nói niệm Phật thì mình niệm Phật thôi. Mình nói tôi quyết định 15 phút niệm Phật, là 15 phút niệm Phật, không làm gì khác. Không thì mình ngưng lại, mình làm việc khác. Đâu đó rõ ràng như vậy á, đó là chánh trí ở trong định. Cho nên đừng đỡ cho cái tâm mà nó tướng linh tinh, nó làm hại, nó gọi là chướng ngại định. Hiểu không hả? Đây là một cái trạng thái mà chúng ta thường gặp phải. Học nhớ cho kỹ nghe, nhớ cho kỹ. Hôm nay học một chút, ngày mai học một chút. Nhớ rõ từng loại, thấy rõ và ráng khắc phục đoạn trừ, chứ đừng có cho qua. Đi học đạo ở đây, các vị không nên học theo cách là đến học cho biết, hoặc là thưởng thức sự trình bày của thầy. Điều đó không cần. Hãy quán chiếu nội tâm, ghi nhớ và thấy rằng nếu như mình có nghiệp tánh này thì nên phát nguyện từ bỏ đi. Phát nguyện là một việc, mà từ bỏ thì phải có thời gian. Phương pháp từ bỏ đó là chọn cho mình một cách nào, đó là chuyện của mình. Hình dung được không? À, rồi. Tiếp theo, tâm thứ 59 là tâm không tác ý. Đó là không dẫn phát, không ức niệm, không tư duy, không có tư, đã không tư duy, sẽ không tư duy, và tâm không cảnh giác thiện pháp được sinh ra từ xuất gia, từ viễn ly. Đây gọi là gì? Là không tác ý. Không tác ý này nó khác với là trạng thái định nghe. Không tác ý tức là nó không muốn làm gì hết. Việc tu cũng được, không tu cũng được, không quan tâm. Không có tác ý, không có thấy rõ ràng là thiện pháp nó phải sinh ra từ đâu. Từ ở trong cảnh viễn ly. Xuất gia là hoàn cảnh, là hiện ra của tâm viễn ly. Nhưng ở thế gian các vị cũng có thể thành tựu tâm viễn ly. Chẳng hạn như thế này, nhà của mình không có hưởng thụ cái nhà đó, mà mình xem cái nhà như là phương tiện che nắng che mưa để cho mình tồn tại. Và cái giá trị tồn tại của mình là để tạo ra nhiều phước thiện. Chúng ta sử dụng tiền một cách thích hợp. Cho dù nếu như không có tiền để làm việc to lớn đại sự, chúng ta mượn mỏ vay nợ chúng ta cũng sẵn sàng.
Nhưng nếu như mà không phải thì một cách mình cũng không đỡ nó mé, nó không đỡ rơi rớt. Cho nên mình dùng tiền một cách tự tại. Mình cần cho thì mình cho, mình thấy nên cho là mình cho. Mình không có bị là tham quán chặt ảnh hưởng tâm bố thí của mình. Như vậy thì tâm đó là mình đã viễn ly. Viễn ly cái gì? Viễn ly tham, viễn ly sân, viễn ly si, viễn ly gì? Kiêu mạn, viễn ly ác kiến tà kiến. Cái tâm viễn ly này nhá, mặc dầu thân chưa có viễn ly nhưng mà tâm viễn ly. Bởi vậy cho nên chúng ta có thể nói một cái khía cạnh khác, một cái chữ khác để mô tả trạng thái này. Đây là thân cư đô thị mà tâm tại sơn lâm. Ngon chưa? Đây là trạng thái của người tu đó. Thân chúng ta mặc dầu ở đô thị, đang sống giữa cái chốn văn minh phồn hoa, nhưng mà tâm chúng ta không có dính trong này. Ba cõi là phù vân, biết rõ điều này, chỉ xem nó như là một cái phương tiện để giúp đỡ cho người này người kia và bản thân mình đạt được đạo giác ngộ. Đây là điều quan trọng. Các vị trở lại với vấn đề, thế nào gọi là thiện? Thế nào gọi là thiện? Nên hiểu thiện là những tính chất đem đến an vui, không tạo ra khổ đau. Đúng vậy không? Đó là thiện. Như vậy thì cái thiện tới mức nào gọi là siêu việt của thiện và không bao giờ có chuyện khổ đau nữa. Cái thiện của chúng ta có khi nó lẫn lộn khổ đau, như là một cái mỏ quạnh, mỏ quạnh mà chưa phải thành vàng ròng, nó vẫn còn những tạp quế bên trong. Mặc dầu sắc thái của nó đã ánh lên chất vàng, nhưng mà tạp chất vẫn còn lẫn lộn trong đó. Và chúng ta tiếp tục tu tập tinh luyện thành một thổi vàng ròng sáng ngời. Công phu của chúng ta thường hãy lấy điều này làm một cái hình ảnh để chúng ta quán chiếu. Như vậy thì cái thiện của chúng ta làm mãi cái thiện. Chúng ta làm tới mức mà tất cả mọi hành vi chúng ta đều là thiện, thân ngữ đều là thiện, tâm của mình đều là thuần thiện. Như vậy thì ở trong trạng thái thiện này chúng ta gọi là thiện siêu việt. Và thiện siêu việt cho nên nó không còn tất cả mọi loại khổ đau. Đúng vậy không? Và thiện siêu việt đó chính là Niết Bàn. Niết Bàn phải được hiểu theo cái nghĩa tích cực như vậy. Hiểu như vậy mới đúng là nghĩa của Niết Bàn. Niết Bàn không phải là chết mới là Niết Bàn. Niết Bàn là một hành động thiết thực, nó đạt đến một cái trạng thái thiện siêu việt. Hành động thiết thực này nếu như chưa sinh ra, hãy phát tâm mà hình thành nó. Nếu đã ra rồi, hãy duy trì nó, phát triển nó rộng rãi. Và nếu gặp việc cảnh khó khăn, nhẫn chịu vượt qua, trong tâm không để hoàn cảnh thúc ép mà nảy sinh ý nghĩ an, đó là thiện. Cho nên thiện là gì? Hay là gì? Niết bàn là tận diệt tất cả khổ. Tận diệt tất cả khổ là Niết Bàn. Và tận diệt tất cả khổ đó là gì? Là thiện thù thắng. Rõ chưa hả? Cho nên chúng ta bây giờ chúng ta hiểu cái nghĩa Niết Bàn nó gì? Nó rất là lạc quan. Và nếu như mà Niết Bàn mang cái nghĩa lạc quan như vậy mà vì sao nó bị hoen ố? Bị sao bị tâm chúng ta hoen ố? Là bởi vì nó không có sống với đời sống viễn ly. Sống với đời sống là hưởng thụ giác quan. Cho nên phước báo suy kiệt, thành ra người này á, hoặc là gì, là coi thường cái nghĩa là xuất gia. Cứ nghĩ rằng á, xuất gia là một đời sống, hoặc là cũng không hơn gì người tại gia. Đó là do thể hiện ứng xử. Chúng ta hiểu như vậy hoàn toàn sai. Nghĩa xuất gia là tâm viễn ly và tìm tới môi trường chùa chiền để đến nương vào đó mà thanh tựu cái nghĩa viễn ly này, chứ không phải đi vào trong chùa rồi chúng ta lại càng ôm đồm nhiều hơn. Ôm đồm đây là gì? Là cái tâm ôm đồm ở trong đó, chứ không phải rằng là cái tâm kiến lập đạo tràng. Hai cái này khác nhau. Có những vị Bồ Tát kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá cái gì, phá nghi vọng ư trùng trùng.
Nhưng mà các ngài tự tại, buông bỏ tự tại, không dính mắc trong đó. Đó chính là do cái tâm không có thọ hướng, cho nên nó đạt đến chỗ viễn ly, chỗ xuất gia. Hiểu chưa hả? Cho nên á, nhưng mà không có ý thức điều này, thành ra họ cứ ngồi im chỗ. Cho nên nó ở trong trạng thái là không tác ý. Chứ đừng cho rằng á, có một số người nói là con thấy dạng vật nó như huyễn, cho nên con không tác ý gì. Sai. Sai đó. Tại trong tâm mình nó còn là mờ tối, nó còn là u đặc mà. Bây giờ ngày mai bao giờ mình chết không? Mình biết không? Không biết, tại sao không biết? Bây giờ chưa chết. Chứ vậy thôi. Còn các vị thánh hiền, các vị biết cái thân mình á ra đời như thế nào, bao giờ nó diệt tận. Các ngài biết rõ bằng trí. Mình chưa biết rõ ràng là mình còn ngu tối. Cho nên á, mình phải tác ý hành thiện và đi theo một cái trình tự rất là rõ ràng. Đó là tầm và tứ ở trong thiện đạt đến định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc và xá niệm thanh tịnh, cho nên đạt đến nhất tầm. Hiểu chưa hả? Trong cái chi phần của thiền nó có năm tầng bậc phải không? Đó, tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Nó là vậy đó. Vậy thì ở đây chúng ta khởi cái tầm tứ thiện, từ đó nó mới thành tựu được đạt trạng thái nhất tâm. Đây gọi là không tác ý là điều sai. Nhưng mà ở trong khi mà đang thực hành công phu mà tác ý lung tung thì nó biến thành là gì? Là tướng linh tinh. Hiểu chưa? Nên trong tâm nó phải có sự tác ý, không được ngưng lại. Nếu như mà cuộc sống nó, tâm nó đang làm thiện, để cho nó làm, đừng ngăn nó. Ngăn nó, như vậy là cái tâm nó rơi vào trạng thái không tác ý là nó mất công đức. Và tâm thứ 60 đó là cái tính thô nặng. Đó là gì? Đó là cái tính nặng của thân, cái tính nặng của tâm, cái tính không linh hoạt của thân, tính không linh hoạt của tâm, cái tánh sơ cứng của thân, tánh sơ cứng của tâm, tánh không diễu dài của thân, tánh không diễu dài của tâm. Đây gọi là tâm ác bất thiện thứ 60. Tính thô nặng của tâm á, nó thường hay xuất hiện khi mà trời mưa, trời gió, tối, sáng, ăn uống, bao nhiêu thứ nó làm cho tâm chúng ta thường hay sơ cứng. Và học Phật Pháp nhiều quá, tâm nó cũng sơ cứng không? Có không? Hả? Học Phật Pháp mà nói cái tâm sơ cứng mà thầy nghĩ không phải đâu. Cái này học không đúng cách rồi đó. Chứ học Phật Pháp thường thường cái tâm nó là càng nhẹ nhàng, càng thích thú. Và thực sự mà nói, người học Phật Pháp là học với chính mình, hiểu về chính mình. Phật dạy là dạy cái gì? Dạy chính những gì mà chúng ta đang sống với nó. Chứ Phật không có dạy cái gì mà trên trời dưới đất hết. Tâm của mình nó như thế nào, cấu trúc nó ra sao, biểu hiện hoạt động nó như thế nào, cái gì thiện, cái gì bất thiện, và nó như thế nào mình không biết. Mình không biết thì giờ mình học đã biết. Cho nên học đạo là học chính nội tâm của mình đó. Đó là cái tánh thô nặng, hãy cẩn thận từ bỏ nó đi. Nếu không á, thì chúng ta không có thể nào thành tựu đạo giác ngộ được. Cảm ơn các vị lắng nghe. Chúng ta dừng ở đây. Nguyện đem công đức này Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.